Dạy đời tiến sĩ. Hôm nay bà không phải đến cô nhi viện ạ? Lâu lắm rồi cháu mới thấy bà ở nhà vào cuối tuần. Ừ, chiều nay tiến sĩ Swift có một buổi họp báo tại trung tâm thành phố. Bà là khách mời nên ở nhà chuẩn bị cho tươm tất một chút. Hả? Họp báo của tiến sĩ Swift sao ạ? Có phải là người đang có tầm ảnh hưởng nhất thành phố mình không ạ? Cháu rất ngưỡng mộ bác ấy. Ôi trời ơi, cháu còn nhỏ như vậy mà đã hâm mộ một ông tiến sĩ rồi hay sao? Vâng ạ, bác ấy đã phát minh ra điều khiển cầm tay cho trò chơi điện tử mà cháu yêu thích. Cháu mới chỉ được nhìn bác ấy qua TV mà thôi. Bà và tiến sĩ Swift là bạn thời trung học. Bác ấy đã về nước, chuyển về căn nhà ở quận bên. Sắp tới, bà và bác ấy sẽ cùng hợp tác trong một dự án về giáo dục cho trẻ. Trời ơi, tuyệt quá ạ. Ngôi nhà ở gần đây, vậy là cháu có cơ hội được gặp thần tượng rồi. Ừ, sẽ có lúc bà phiền cháu mang đồ qua bên đó. Cháu sẽ phải chạy đi chạy lại nhiều đấy. Vâng ạ. À. Oh yeah. Xin chào tiến sĩ Swift. Ngài vừa cho ra mắt công trình nghiên cứu về bộ mã hóa rút gọn. Đây quả là kết quả đáng mong đợi ạ. Ngài có muốn nói gì về thành phẩm này hay không ạ? Tôi hy vọng nghiên cứu này sẽ được áp dụng vào thực tiễn, giúp ích được nhiều cho mọi người. Tuyệt vời quá! Ông ấy thật đáng ngưỡng mộ. Thật là một người tài giỏi. Mình phải học hành thật chăm chỉ. Sau này lớn lên, mình cũng sẽ làm tiến sĩ. Peter à, cháu có muốn cùng ta đến nhà tiến sĩ Swift không? Hả? Thật sao ạ? Cháu phải đi thay bộ đồ đẹp nhất mới được. Thằng bé quá thật là lanh lợi. Ai đó ạ? Dạ, có quý bà Daisy đến tìm tiến sĩ Swift. Làm phiền bà thông báo giúp ạ. Không biết hai người đã có hẹn trước với ngài tiến sĩ chưa? Tôi và tiến sĩ Swift là bạn học. Tôi chưa có hẹn gặp. Muốn tạo cho ông ấy một sự bất ngờ thôi. Dạ, theo quy định á, khách đến đây sẽ có hẹn trước với ngài Swift. Thật không may, tiến sĩ lại vừa đi đến một hội thảo quan trọng rồi ạ. Hả? Trời ơi, buồn quá đi. Không sao. Vậy khi khác chúng tôi quay trở lại. Nhờ chị chuyển đến tay của tiến sĩ hộp bánh này. Ông ấy nhận thì sẽ biết là tôi đã đến. Dạ vâng, cảm ơn bà. Thôi con, mình về thôi Peter à. Đó không phải... Ai vậy chị? Dạ, có một quý bà và một đứa trẻ. Vẫn như mọi khi, tôi đã nói như lời ông dặn. Dạ, họ đã về rồi ạ. Quý bà kia còn gửi cho ông hộp bánh này nè. Chị làm tốt lắm. Đây đâu phải nơi mà ai cũng tùy tiện đến chứ. Đây là nhà của một tiến sĩ nổi tiếng cơ mà. Đến nhờ vả ta thì nên theo nguyên tắc của ta đi. Hộp bánh này... Dạ vâng, tôi xin đi làm việc tiếp đây ạ. Peter à, sao vậy cháu? Dạ, không ạ. Bác ấy đang ở nhà, nhưng tại sao lại không muốn tiếp khách chứ? Đây chẳng phải xe của quý bà Daisy sao? À ha, quý bà Daisy đã đến. Cả cô Min và anh Peter cũng đến nữa kìa. Dạ, chào viện trưởng, chào các cháu.
Thấy mọi người, nhà bà Daisy là các cháu vui hơn hẳn. Lúc nãy nhìn thấy tiến sĩ Swift thì chúng co rúm lại. Ờ, tiến sĩ Swift đã đến rồi sao ạ? Tôi đã đợi bà đã 10 phút rồi chứ. Xe chở quà cho bọn trẻ của bà đến trước. Tôi đã giúp bà nhận và phân phát. Nhưng bọn trẻ con không đứa nào dám bén mảng tới gần. Dù tôi có gả cho chúng quà bánh đi chăng nữa, thật không hiểu nổi. Chắc là tại bộ dạng nghiêm nghị, thêm bộ râu xồm xoàm của ông làm chúng sợ đó. Hoặc là chúng biết tiến sĩ Swift là người siêu nghiện món bánh nướng tự làm này, nên không dám chia phần với ông á. Thì tại bọn chúng không ăn, nên tôi mới tiện tay ăn đó chứ. Tôi tuy trông vậy, nhưng nào có làm gì chúng đâu. Ta thân thiện mà, phải không mấy đứa? Hai con ra ngoài chơi với các em nha. Chúng ta vào trong trao đổi về quỹ học bổng cho cô nhi viện. Vâng ạ. Peter à? À, chị Miên. Em cầm hộp bánh này đến nhà tiến sĩ Swift nha. Mẹ chị đã thức cả đêm qua để làm đó. Đó là lời cảm ơn bác ấy vì chuyến từ thiện ở cô nhi viện ngày hôm qua. Vâng, em đi ngay đây ạ. Đây là lần đầu tiên một mình đến nhà của thần tượng. Phải gây thiện cảm với bác ấy mới được. Còn phải xin tiến sĩ chữ ký nữa. Dạ, cháu là Peter, người giúp việc nhà quý bà Daisy. Bà Daisy đã gọi điện trước cho tiến sĩ Swift rồi ạ. Mời cháu lên tầng 2. Tiến sĩ đang ở trong phòng đọc sách đó. Mời vào. Dạ thưa tiến sĩ, cô Daisy bảo cháu mang hộp bánh này đến biếu bác ạ. Ừ, bà ấy đã gọi cho ta rồi, cháu để ở đó đi. Ừ, tiến sĩ, hộp bánh này là... Được rồi, cháu về đi. Nhưng thưa bác, cháu chỉ muốn xin bác chữ ký. Không thấy ta đang bận sao? Cháu đang làm mất thời gian của ta đấy. Chắc là công việc nghiên cứu bận rộn lắm, nên bác ấy mới dễ nổi cáu như vậy. Lần sau hy vọng mình sẽ xin được chữ ký. Cháu bảo cô Daisy lần sau không cần khách sáo như thế này nữa. Nhắn cô giúp ta, bánh cô làm rất ngon. Thôi, ta còn rất nhiều việc phải làm, cháu về đi. Chỉ thời gian của tiến sĩ là quan trọng, còn những người khác thì không cần quan tâm đến thời gian, công sức của họ hay sao? Bác ấy chẳng thân thiện mà cũng thật ích kỷ. Bác ấy còn không bằng cô giúp việc nữa. Cô ấy khi nhận quà còn biết nói lời cảm ơn nữa. Lâu rồi bà không qua chơi, nên hôm nay tôi phải qua thăm hỏi trước. Những chiếc bánh thay sự hiện diện của tôi thăm ngài mỗi ngày đấy. Mỗi lần đến nhà ngài tiến sĩ là phải xếp hàng, đặt lịch trước. Tôi thấy vất vả quá nên đành tạm hoãn lại sao vậy? Tôi vốn lỗ mãng nên hay làm phật ý mọi người. Cũng tại mấy tài báo chí hay tìm lý do đến nhà để quay chụp phỏng vấn, nên tôi mới phòng bệnh hơn chữa bệnh bà. Peter à, vào đây đi em. Bác Swift, thần tượng của cháu đến chơi đây nè. Nhưng bây giờ bác ấy không còn là thần tượng của em nữa. Không thấy ta đang bận sao? Cháu đang làm mất thời gian của ta đấy. Nhưng ta có một tật rất xấu. Một khi đã tập trung thì tuyệt đối tập trung. Những lời hỏi han khiến ta sao nhãng, cho nên chúng sẽ trở nên vô nghĩa với ta. Hôm ấy là một ví dụ. Ta đang bận làm bản thảo cho cuốn sách mới. Ta không có ý coi thường cháu đâu. Ta xin lỗi. Vâng, nhưng cháu nghĩ cháu vẫn cần dạy cho tiến sĩ một bài học để bác rút kinh nghiệm. Ô trời, dạy cho bác một bài học sao? Vâng ạ. Bác hãy giả vờ ngồi như đang làm việc đi. Còn cháu sẽ vờ như đang gõ cửa. Bà chủ cháu gọi biếu bác chút thịt xông khói ạ. Peter, đó không phải là cách biếu quà đâu. Cháu hãy ngồi vào ghế, đổi vị trí cho ta nha. Hãy xem cách bác làm và rút kinh nghiệm cho lần sau nè. Sau khi người ngồi bên trong cho phép thì cháu mới được vào. Thưa bác,
bà chủ cháu gửi đến ngài lòng ưu ái và hy vọng ngài nhận chút thịt xông khói do con dâu bà làm. Đúng là như vậy. Vậy cho ta gửi lời cảm ơn đến bà Đa Si nha. Bên ngoài nắng nóng, cháu đi bộ đường xa chắc rất khát. Cháu ngồi nghỉ và uống nước đi. Ta cảm tạ riêng cháu bằng $2 nha. Chuyện này... Ai cũng có thời gian của riêng mình. Người giúp việc cũng phải đội nắng đội mưa, bỏ dở việc đang làm để mang đến cho mình. Nếu bác không cho họ thêm gì, cũng nên mời họ một cốc nước để họ mát lòng. Thì ra là vậy. Ta sơ ý quá. Ta sẽ rút kinh nghiệm vào những lần sau. Ôi trời ơi, ta cũng cần phải học hỏi một đứa bé và làm theo. Đây là sơ suất của chúng ta. Cảm ơn cháu nha Peter. Nếu bác Swift bận thì có thể để cô giúp việc mời cháu nước cũng được ạ. Bác đừng nói cảm ơn cho có rồi đuổi cháu đi như thế. Đến cả một cái liếc nhìn bác cũng chẳng trao nữa. Đúng là một bài học đắt giá mà một cậu bé 9 tuổi đã dạy cho một ông tiến sĩ già như tôi. Bác cảm ơn Peter rất nhiều. Dạ, cảm ơn bà. Cháu về đây ạ. Thổi son lạ trên ô tô. Khêu Ly, em có ý tưởng gì cho kỷ niệm 10 năm ngày cưới lần này không? Anh nghĩ sao? Về một buổi lễ hóa trang hả, Warren? Tuyệt, ý kiến hay đó, em yêu. Em sẽ hóa trang thành nhân viên lễ tân trong phim kinh dị Beetlejuice. Còn anh muốn hóa trang thành nhân vật nào? Anh muốn trở thành một cô gái trượt băng. Em thấy sao? Tất nhiên là không sao rồi. Chỉ là em chưa thể tưởng tượng ra chồng mình sẽ thế nào trong hình hài một cô gái. Xin lỗi, em không có ý gì. Ý tưởng của anh khá tuyệt vời. Chúng ta quyết định sẽ tổ chức buổi lễ hóa trang nha. Qua đây nè, có nhất định phải chuẩn bị kỹ càng như vậy không hả anh? Bố sẽ là cô gái đẹp nhất cho mẹ xem. Chỉ là bố không thể trở thành cô gái trượt băng với thân hình bánh mì thế này. Nếu không, hay là anh tìm một nhân vật khác để hóa trang vậy? Thôi, không được không. Em hoàn toàn ủng hộ anh mà. Điều đó làm em xúc động hơn thôi. Cố lên nha anh yêu. Warren à, anh làm gì ở trong đó vậy? Warren, mở cửa ra đi anh. Anh đang làm gì thế? Sao phải đóng chặt cửa quá vậy? Anh chỉ đang tập cho nhân vật mình sẽ hóa trang ấy mà. Còn nửa tháng nữa mới đến ngày lễ mà. Em nghĩ anh không cần phải quá hồi hộp đến như vậy đâu. Anh ấy làm sao thế nhỉ? Warren, em thấy anh khá căng thẳng á. Có điều gì vậy? Xin lỗi Khêu Ly, anh cần ở một mình một lát. Điện thoại của anh. Em có làm gì đâu. Chỉ định đưa cho anh thôi mà. Anh không muốn em đụng vào điện thoại của anh. Có lúc anh cũng cần có thế giới riêng tư của mình mà. Em cũng rất tôn trọng điều đó mà Warren. Anh làm sao thế? Là do anh có một vài vấn đề ở chỗ làm cần giải quyết, nên anh hơi nóng ruột. Xin lỗi em. Warren lại đi đâu rồi? Gần đây anh ấy có vẻ có nhiều biểu hiện lạ lắm. Lại còn thường xuyên cáo gắt với mình nữa chứ. Thậm chí còn không cho mình đụng vào điện thoại. Không lẽ anh ấy có người mới? Thôi, Khêu Ly đừng nghĩ quá xa như vậy chứ. Chắc chắn anh ấy không phản bội mình đâu. Gì thế này? Một thỏi son á? Đây đâu phải là son của mình. Không lẽ điều mình nghi ngờ là sự thật? Anh đang làm gì thế? Sao phải đóng chặt cửa quá vậy? Warren, em thấy anh khá căng thẳng á. Điện thoại của anh.
Anh không muốn em đụng vào điện thoại của anh. Có lúc anh cũng cần có thế giới riêng tư của mình mà. Ông không. Anh thật tồi tệ mà. Anh phản bội em thật sao? Cần phải nói chuyện thẳng thắn với anh ấy. Em cần biết sự thật. Có phải anh đã có người phụ nữ khác rồi không, Warren? Warren, em tưởng anh đang thật sự háo hức và chuẩn bị rất kỹ cho kế hoạch kỷ niệm ngày cưới của chúng ta. Hóa ra tất cả chỉ là ngụy tạo. Anh thật giả dối mà. Kelly, nếu có chuyện gì thì cho anh xin lỗi. Anh vẫn giả vờ. Thế cái này là cái gì đây, hả? Anh không ngờ em lại tìm thấy nó, có phải không? Tôi đã tìm thấy nó trên sàn xe ô tô đấy. Anh đã đưa người phụ nữ nào vào xe của chúng ta? Anh trả lời tôi đi. Anh không hề có. Thôi đi, hãy dừng lại tất cả trò hề đi qua Ren à. Không kỷ niệm gì nữa hết. Chúng ta nên chấm dứt thì hơn. Kheo đi. Ôi trời ơi, mày đang bị thế nào đấy qua Ren? Đến nước này mày không thể giấu vợ mày thêm được nữa. Ôi, không, mình không thể. Nếu nói ra sự thật, mình sẽ mất tất cả. Cô ấy và các con sẽ rời xa mình. Kheo Ly, anh không hề phản bội em. Xin em hãy tin anh. Anh cần phải nói ra sự thật này với em. Anh định nói về sự thật rằng đã phản bội gia đình à? Anh có biết các con anh đang rất háo hức mong chờ buổi lễ kỷ niệm ngày cưới của cha mẹ chúng hay không? Kheo Ly, anh không biết điều này có gọi là phản bội gia đình hay không. Sự thật là anh đã bị trầm cảm vì điều này rất lâu rồi. Anh đã rất đau khổ, Kheo Ly à. Anh không dám đối mặt với sự thật. Anh sợ. Anh sợ rất nhiều điều. Và sợ nhất là mất em và các con. Anh yêu gia đình chúng ta rất nhiều. Ông không, Warren à, anh đừng như thế chứ. Em đã làm điều gì quá đáng để đến mức anh phải trầm cảm hả? Không phải do em, mà nó xuất phát từ anh. Anh không dám đối diện thỏi son đó. Bình tĩnh nào, Warren à. Em tưởng người không bình tĩnh lúc này phải là em mới đúng. Anh cứ từ từ mà nói. Thỏi son lạ ấy là là của anh. Anh không ngoại tình. Sự thật là anh muốn làm một phụ nữ. Còn là một người cha tuyệt vời nữa. Hôm nay anh đi làm về muộn quá đấy. Anh quên hôm nay là ngày lễ kỷ niệm của chúng ta hả? Anh tưởng là buổi lễ sẽ không còn chứ. Sao lại thế chứ? Anh mau vào thay trang phục đi. Các con đang rất háo hức rồi đó. Đợi anh. Anh ra ngay. Quá đẹp quá, giống quá à. Tuyệt lắm. Cảm ơn em. Cảm ơn Kheo Ly tuyệt vời của anh. Tình yêu của anh. Hạnh phúc của anh. Anh yêu em. Warren à, Em xin lỗi đã để anh cô đơn với sự đau khổ dằn vặt của mình bao nhiêu năm qua. Đó đâu phải là lỗi của em đâu. Anh biết không, em đã suy nghĩ rất nhiều sau hôm đó. Cứ tưởng em sẽ không chịu đựng được. Nhưng em đã nhận ra điều quan trọng nhất là em vẫn yêu anh vì con người của anh, chứ không phải là vì giới tính của anh. Em thật ích kỷ và sẽ làm chồng mình đau khổ
nếu không để anh trở thành người mà anh luôn mong muốn. Tận sâu bên trong, anh vẫn là con người cũ. Và em vẫn yêu anh, Warren ạ. Ôi, Kheo Ly. Chúng ta vẫn mãi mãi là một gia đình. May mắn nhất cuộc đời anh chính là có em, Kheo Ly à. Giờ đây thì tôi thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc vì được sống thật với chính mình. Hạnh phúc hơn nữa là được Kheo Ly ủng hộ tôi hết mình. Gấu Bô Ly và mùa đông. Cá béo tròn của ta. Mùa đông còn kéo dài đến bao giờ nữa đây? Khi nào mình mới được ra ngoài đi bắt cá chứ? Ôi, chán quá, buồn chết đi được. Yeah, tuyết tan rồi. Nhưng giờ mình đi bắt cá thì sẽ không được ngủ nữa. Ngoài kia có những chú cá béo thật đấy, nhưng chẳng được nằm trong hang đánh một giấc mới đáng buồn làm sao. Ủa, sao bạn gấu kia trông buồn bã vậy nhỉ? Bạn ấy có chuyện gì sao? Chào bạn gấu, bạn có chuyện buồn gì sao mà ủ rũ vậy? Chào bạn, chẳng là mình đang nghĩ chẳng biết bao giờ thì lại đến mùa đông. Bạn thích mùa đông lắm à? Thì mùa đông đến, mình sẽ được ngủ một giấc thật dài và thật đã ở trong hang. Nhưng thật ra, mùa đông đến không được đi bắt cá nữa cũng khiến mình buồn lắm. Thật kỳ lạ, khi mùa đông bạn buồn vì không được đi bắt cá, còn khi mùa đông qua rồi, bạn lại buồn bã vì không được ngủ một giấc dài trong hang. Thì đúng là vậy đấy, mình đang buồn lòng đến mức chẳng muốn bắt cá nữa đây. Thế này thì đúng là chẳng bao giờ bạn thấy vui được. Sao bạn không nghĩ là khi mùa đông đến, bạn sẽ có giấc ngủ thật ngon trong hang ấm áp, còn khi mùa đông qua đi, thì bạn sẽ có những bữa ăn cá thật no và ngon. Sao có chuyện đó được chứ? Rõ là mùa đông tôi không có cá, còn giờ thì mình chả được ngủ một giấc thật dài nữa còn gì. Xem chừng tâm trạng của bạn chẳng khi nào vui được nhỉ. Hãy cứ ra đằng hồ đi. Nếu như bạn vẫn buồn đến mức chẳng muốn bắt cá, thì tôi sẽ kể cho bạn một câu chuyện. Chuyện gì vậy? Wow, các bạn đông anh chị em ghê nhỉ. Thật ra trước kia chúng tôi đông đúc hơn cơ, nhưng qua mỗi mùa di cư đàn lại dần vơi bớt đi. Ờ, sao lại bớt dần đi? Khi mùa đông chuẩn bị đến, thay vì sẽ đi ngủ đông như họ gấu nâu của bạn, thì chúng tôi lại lên đường về phương Nam tránh rét. Vì chặng đường không hề ngắn, nên chúng tôi phải bay liên tục ngày qua ngày. Trên đường đi, không phải hôm nào dừng lại cũng kiếm được đồ ăn no bụng cho tất cả. Suốt chặng hành trình đó, không phải tất cả mọi người đều đủ sức để đi đến cuối cùng. Chặng đường xa xôi như vậy, sao các bạn cứ nhất định phải đi? Cứ ở đây có phải tốt hơn không? Đâu có được, giống như bạn vậy, mùa đông phải tránh rét trong hang, thì chúng tôi cũng phải đi về phương Nam tránh rét thôi. Nhưng bạn biết chúng tôi khác bạn ở điểm gì không? Điểm gì? Là chúng tôi không coi đó là việc đáng buồn rầu phải than thở. Chúng tôi chấp nhận cuộc hành trình gian khó đó và tận hưởng bằng niềm vui khi bay qua những miền đất khác nhau. Vì ở cuối chặng đường là nơi chúng tôi có chỗ sống vui vẻ qua mùa đông. Rồi khi mùa xuân trở lại, chúng tôi lại bay về đây. Đúng là nếu ở vị trí của các bạn, tôi sẽ mệt mỏi với việc bay đi bay đó lắm. Vui hay buồn đều là ở cách suy nghĩ của mình mà. Thế nên bạn đừng buồn vì không có giấc ngủ dài như cả mùa đông nữa. Hãy vui vẻ bắt cá đi,
Chẳng phải bạn rất thích cá đó sao? Bản chất bốn mùa đều có những nét đẹp riêng mà. Kìa hạt nhảy múa, sao bạn lại ở đây? Bạn không ra bắt cá cùng mọi người? Ồ, bạn có tên là hạt nhảy múa sao? Đúng vậy, bạn xem này. Còn tôi thì là hạt một cánh, bạn xem này. Ủa, sao lại thế? À, là vết thương trên đường đi di trú ấy mà. Nhưng mà chúng tôi vẫn bay tốt lắm. Và tên chúng tôi rất hay, có phải không? Ồ, mà nãy giờ quên mất, chưa hỏi tên của bạn. Mình tên là Gấu Bolly. Đúng rồi. Vậy từ giờ chúng mình gọi bạn là Gấu Bolly vui vẻ được không? Bạn hãy luôn vui vẻ và lạc quan như cái tên này nha. Hay bạn thích bị gọi là Gấu Bolly ủ rũ nào? Cảm ơn bạn, từ giờ hãy gọi mình là Gấu Bolly vui vẻ nha. Gấu Bolly vui vẻ, cùng đi bắt cá nào. Ra là chặng đường của các bạn ấy thật chông gai, thế mà họ vẫn rất lạc quan vui vẻ. Trong khi mùa đông còn chưa tới, hãy đi bắt cá và thật vui vẻ mới được. Chào các bạn hạt, vậy là hôm nay các bạn sẽ về phương Nam rồi. Hãy đi cẩn thận nha. Hẹn gặp bạn vào mùa xuân năm sau nha. Hãy ngủ một giấc thật ngon. Nhất định rồi. Cảm ơn các bạn đã giúp mình hiểu ra và có những ngày luôn vui vẻ. Tạm biệt. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.